phụ, ngày mai thầy cho con nghỉ một buổi nha. Nếu con bắt kịp được ta, ta sẽ cho con nghỉ một tháng. Được rồi sư phụ, hãy coi chừng, cẩn thận chiêu thức. Thầy đi đâu rồi? Tại kinh công công phu của con cần phải luyện tập thêm nhiều nữa mới được. Sư phụ, con nhớ được tất cả những bước mà thầy dạy cho con mà. Và còn luyện tập mỗi ngày nữa. Con thậm chí còn sáng tạo ra kinh công của riêng con nữa, gọi là Khương Chi nhảy cổng rồng. Con sẽ biểu diễn cho thầy xem. Được không thầy? Thầy thấy con có giỏi không? Hả? Thầy lại biến nữa rồi. Sư phụ, thầy đúng là thống trị thế giới công phu có khác. Hãy tiếp tục luyện tập đi, rồi con sẽ thành công. Khương Chi, con đưa lá thư cho mẫu đơn, nói với nó quá khứ đã là quá khứ. Bảo nó hãy về thăm nhà khi có thời gian. Sư phụ, thầy đừng lo, con sẽ đưa tận tay cho mẫu đơn. Lâu rồi con cũng nhớ mùi ấy lắm. Bọn ta đến đây để giết lão. Chủ, ông đã mất đi phong độ rồi. Vậy thì danh hiệu minh chủ võ lâm của ông để làm gì cơ chứ? Đưa kim bài đây. Như vậy thì ông có thể chết một cách êm ái. Bỏ đi. Ta sẽ có cách của ta mà không cần dùng đến kim bài. Một cái bánh tráng ngon phải là một cái bánh không được có vết rạn nào. Dầu hảo hạng, bột loại một và một bàn tay khéo léo tuyệt đối. Tay phải khéo léo, tốt hơn rồi đấy. Làm được gì trí óc cũng minh mẫn hơn. Trí óc minh mẫn hơn, tráng giòn giòn hơn. Tráng giòn giòn hơn sẽ tạo ra một cái bánh tráng ngon hơn. Một cái bánh tráng ngon phải là một cái bánh không được có vết rạn nào. Làm được việc trí óc của minh mẫn hơn. Một cái bánh tráng ngon phải là một cái bánh không được có vết rạn nào. Dầu hảo hạng, bột loại một và bàn tay khéo léo. Cắt thật đều và lát thật mỏng. Đảo đều và phi đều. Tuyệt tuyệt tuyệt, da tuyệt tuyệt tuyệt. Phủ lên nào và lớp da thật đẹp.